Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Báo cáo với lại mọi người trước đài Victor của một thượng đế nữ chuẩn bị lắp vào. Đấy, chuẩn bị lắp vào. Và vừa mới tháo ra coi như thế là kiểm tra tình trạng kỹ thuật của nó. Đấy. Bộ cơ này của nó rất chi là tuyệt vời này. Cơ này của nó rất chi là tuyệt vời. Đài nội địa, đài nội địa. Đây. Cơ này rất chi là tuyệt vời nhé. Đấy. Đưa nó lên mà mọi người thẩm âm tí xem nó ra làm sao trước khi lắp vào. Lâu lắm chưa về quê thăm mẹ, từ độ xuân thu dệt nơi nơi. Mẹ già run run tay gầy trước tiếng con lúc trời lừng đông, và những ngày chiến thắng mẹ mong cơm xây no lòng khi xa nhà. Con mơ bên hồng lời mẹ ru, ngày hành quân xa đêm đỏ núi, nhớ thương biết làm sao thăm, xin chúc mẹ miền quê an. Bao lâu con vẫn nhà cơm chưa chiều quanh hiu, nhớ mong con đêm ngày chắc tóc mẹ nay chẳng nhiều. Dăm ba đứa bà được về phép có ghé qua nhà, cô láng giềng có thường sang chơi. Con ước mơ bình con về bếp hồng bên bạn bè năm xưa, nhà mình vui như ba ngày Tết, có cô láng giềng dễ thương, thêm cháu nhỏ mẹ vui vui già. Nhà mình vui như ba ngày cháu nhỏ mẹ vui vui già, nhà mình vui như ba ngày Tết, có cô láng giềng dễ thương, thêm cháu nhỏ mẹ vui vui già. Nghe sướng lắm ạ. Thôi xin phép dừng clip ở đây.